Sau khi tham quan xong thì Việt Thi và Winner đã cùng nhau đi đến nhà hàng thịt ngựa Koguma Tei. Let's go. Yeah, vậy là Việt Thi và anh Winner đã đi tham quan được hết tất cả các chỗ Akita rồi. Bây giờ cũng khá là đói bụng cho nên Việt Thi và anh Winner quyết định sẽ ăn thử một món cực kỳ đặc biệt ở tỉnh Akita này. Đi theo chân Việt Thi và anh Winner nha. Đi thôi. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh một quán ăn nói về thịt ngựa. Đây, Việt Thi đã tìm kiếm được quán này và ở đây là nhiều món từ thịt ngựa. Chẳng hạn như đây, đây chính là món thịt ngựa hầm. Đó, đây là đúng rồi, đây là món thịt ngựa cà ri. Đó, còn đây là thịt ngựa bọc trứng. Ngon vậy. Hay là bây giờ em suy nghĩ là anh ăn món này đi, còn em sẽ ăn món này. Bây giờ mình cứ gọi ra đi rồi tìm nó thử. Ok. Ok. Vậy là Việt Thi và anh Winner đã vừa gọi món xong rồi. Bây giờ chỉ chờ món ăn ra thôi. Không biết là vị nó sẽ như thế nào ha. Tại vì lần đầu tiên anh ăn thịt ngựa này. Đúng rồi. Tại vì mình thường là sẽ ăn thịt lợn này, thịt gà, thịt bò. Hôm trước thì đó thì ăn thịt gấu, thỏ. Chưa bao giờ ăn thịt ngựa cả. Thì ở đây tại sao nó lại có thịt ngựa? Thì nghe nói là hồi xưa ở đây có một cái mỏ và những công nhân khi làm ở trong đó thì ngày nào cũng phải hít những cái khí độc rất là nhiều. Nên là người ta đã nghĩ ra một cái món ăn để có thể giảm bớt được cái bệnh về phổi. Tại sao lại là thịt ngựa? Tại vì thịt ngựa chứa rất là ít calorie ấy, nên là nó sẽ giảm thiểu được cái bệnh. Hồi xưa thì người ta sẽ thường làm những cái món là hầm thôi. Nhưng mà bây giờ thì anh không biết là người ta có kiểu như làm thêm những cái gì không? Nhưng mà đợi món ăn ra đi xong rồi khi mà mình thử được cái vị đó rồi em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Anh mới chỉ biết cái khai sơ của nó thôi. Còn những cái mà sâu thẳm trong đấy thì chắc là phải nhờ vị sư tỷ. Sư tỷ. Nào, chúng ta cùng nghĩ lại nào. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái món là thịt ngựa hầm đúng rồi. Truyền thống. Thịt ngựa hầm truyền thống đúng rồi. Ê, nhìn giống thịt bò hầm nhỉ. Ở trong này chúng ta sẽ có đây, chúng ta sẽ có một miếng thịt ngựa xen lẫn một giữa các miếng nạc là một miếng mỡ. Có hành bào và nước. Nước hầm. Itadakimasu. Ăn ngon đừng có điệu. Thịt hầm rất là chắc. Dai không? Dai. Em thấy anh nhai hơi nhiều. Với cả kiểu nó đậm vị ấy. Mà hình như không biết trong này có gừng không, nhưng mà anh nghe mùi gừng. Vậy hả? Còn của Việt Thi là món ngựa hầm theo phong cách châu Âu. Và trong đây còn có cả cơm rang nữa. Sao? Cái sốt này nó có vị của vị spaghetti. Spaghetti à? Nó có vị cà chua. Giống spaghetti thì với cả có cheese hay sao ấy. Phô mai. Nó có mùi phô mai nha. Giống của spaghetti nhỉ. Ui, cái này siêu mềm ấy. Nè. Thịt bên này mềm hơn bên này. Mềm lắm luôn á. Với cả cái phần có một cái phần mỡ ấy, nó rõ hơn. Sốt rất là ngấm. Khi mà mình nuốt vào ấy, nó có một cái mùi ấy sộc lên kiểu hơi kiểu gọi là cháy cháy khói khói ấy. Khói hả? Hay cực. Thì cái vị đầu bếp mà đã tạo nên những cái món ăn này đó chính là một đầu bếp rất là nổi tiếng ở Tokyo, ở một cái nhà hàng ở Tokyo mà tên là Asaki. Đó, bác tên là Asaki, nhưng mà bác lại là sinh ra ở đây. Cho nên khi mà bác về đây thì bác muốn là cái món ngựa hầm này sẽ phổ biến hơn. Cho nên bác đã cố gắng suy nghĩ ra những cái món ăn mới cho hợp khẩu vị với lại người dân ở đây. Và giống như là những du khách du lịch vậy đó. Là bác sáng tạo quá ha. Kiểu như là kiểu vừa giữ được nét truyền thống mà vừa kiểu như là đã đan xen được cái nét ẩm thực của nước ngoài nữa. Đúng rồi. Thôi bây giờ ăn thử cơm. Tuy là cơm chiên nhưng mà không hề bị khô. Cái sốt khi mà trộn với cơm thì nó không có bị mất vị sốt luôn á. Ý là nó đậm vị như vậy luôn. Ngon mà. Ngon mà. Ăn đi. Thử đi, thử đi. Sao? Nếu như mà cho em chọn giữa ngựa hầm truyền thống và ngựa hầm phong cách châu Âu thì em sẽ chọn ngựa hầm phong cách châu Âu. Tại vì cái này nó hơi dai quá. Đúng rồi. Tại vì anh cũng chọn giống em, nhưng mà tại lý do biết sao?
Tại vì anh không thích món này một điểm là tại vì anh là một người không biết ăn gừng. Mà anh ăn một phát là toàn mùi gừng không ạ. Nên là nếu mà bạn nào mà không biết ăn gừng giống Winner thì chắc là không thích món này. Mà kiểu bạn nào hướng ngoại thì chắc sẽ thích món này. Mà nó hơi dai. Nó hơi dai quá. Thế nói thế nhưng mà cũng không có nghĩa là kiểu món này không ngon. Món này kiểu như là nó vẫn có cái vị. Lúc anh quên nói là trong này cái nước của nó có một cái vị rất là thanh. Cho ra món này ngon đấy chứ. Ăn đi. Trời ơi, vậy là chúng ta sắp ăn xong rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có lịch trình để hỏi Việt Thi. Bí mật. Tại sao lại bí mật? Tại vì nếu như mà nói ra thì nó không có còn thú vị nữa. Nếu như mà anh tò mò hay là quý vị khán giả có tò mò thì hãy đi theo Việt Thi nha. Bạn tiếp. Xin chào. Dạ, con chào chú ạ. Xin chào. Thì con là thành viên đến từ nhóm BO6 và hiện tại là đang quay chương trình du lịch kỳ thú. Tôi có muốn tìm hiểu về cái trung tâm bảo vệ động vật của mình. Con biết là chú có thể giới thiệu cho tụi con được không ạ? Hai, ようこそいらっしゃいました。じゃあ私が案内しますので、あちらの方から案内します。Đúng rồi, lúc nãy em ngoài kia em cũng có thấy một vài em bé cũng thích đi vô đây không? Thế ước gì ở Việt Nam cũng có, ngày bé anh cũng đi rồi. Tại sao bây giờ lại sợ chó anh có thể ở đây, hiểu không? Trời, chắc là mình sợ anh bỏ đi. ここで訓練しますけども、もし、ここの私ども以外に、そういうふうに動物のことをいろいろ訓練したりとか、そういうふうな方々も使ってもらえるっていう部屋になってます。OK? はい、はい、じゃこれがうちに私たちのマスコットキャラクター、ワンちゃんがハチスケっていう名前で猫がアキニャンっていう名前で、イベントの時に、活躍してます。Mà tại sao nó lại có tên như vậy? Là do trung tâm mình đặt ra hay là nó có một cái gì đó để tạo nên cái tên này? みんなから公募して応募してもらっていいのを選びました。一番いいのを選びました。ハチニャ。ハチスケ。ハチスケ。アキニャン。アキニャン。ハチスケ。アキニャン。はい。おお、いいな。ちゃんと写真。可愛いでしょ。ああ、いいな、もんや。好。キャラチェックビック。おお。どう？はいはいはい。一緒に。じゃあこっち。はい。はい。一、二、三、チーズ。Hi, hi, hi. Anh vô anh nhảy với con đi. Trời ơi, nhìn hợp lắm luôn á. Em nói gì vậy? Em thích chơi lắm. Em thích thì nha, em bảo anh vào làm gì? Tại anh sợ chó cho nên em nghĩ là như vậy nó sẽ hòa hợp anh với động vật hơn. Anh hiểu không? Em muốn tốt cho anh thôi. Ok, hi. Hi, 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 hi. はい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 。Oh. Wow. Đây là có ba con là con màu đen trắng nè, con màu vàng nè, và con những cái nữa. Đen trắng vàng. Mix mix. Giống em không? Giống mà. それ、このスクリーンがこちら側は猫ちゃんが楽しく遊んでいるスクリーン、こっちはワンちゃんが順番に楽しく遊んでいるスクリーンになって、下のそのワンちゃんの絵は秋田犬の特徴を表している、黒い絵になります。秋田犬は耳がピンと立って尻尾はくるっと曲がっていて、暑さには弱くて寒いのは大好きだよっていう。ちょっと見ても、もう、lúc đầu cũng không hiểu lắm, mà giờ mới hiểu lắm. Anh cứ tưởng là phơi nắng. だからこういう、絵とか、あそこにいるワンちゃんとか猫ちゃんのオブジェを見てもらって、たくさんの人に楽しんでもらおうかなっていうのを、こういうふうな飾り付けをしているっていう。はい。じゃあ、もう được vào đây để mình coi đủ loại mèo. Đúng rồi. 49 con. 49 con.